À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Mình tên là Nam. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái cây cầu phanh dầu, một cái mẫu cầu phanh dầu và để làm xe 3 bánh và 4 bánh. Nếu mà làm xe 3 bánh ấy, thì nó có cái tay thắng này. Đây là cái tay thắng này. Tay thắng này nó có chức năng khóa đây này. Khi các bạn bóp vào thì kéo cái khóa này lại này. Đây là tay thắng. Còn ngoài ra các bạn làm phanh dầu cho 4 bánh thì các bạn có thể sử dụng phanh chân. Cái cây cầu này thì có các cái kích thước là 80, kích thước là 90, 1m và 1m1. Kích thước thì chưa tính bánh, nếu các bạn lắp bánh vào thì nó thêm khoảng 10cm nữa, có nghĩa là 1m thì thành 1m1. Cái cây cầu này thì có các cái tim ốc ở đây là 7 và 10. Đấy, từ đây ra lên là 7 này, từ đây lên là 10 này. Phù hợp cho rất nhiều loại bánh bình thường phổ thông. Cái phần này là phần lắp động cơ cầu vào này. Đấy, động cơ cầu thì bên mình có các loại từ 500W cho đến 1800W là đều có thể lắp vào được. Cái cầu này thì cầu sử dụng có số phụ nên là cái dây và cần số phụ này lắp vào đây. Đây là phanh dầu này. Thì cái heo dầu này là heo dầu 2 piston các bạn nhé. Đấy. Đây là tổng thể của một cái cây cầu này. Dài 1m1. Dây dầu dài khoảng 2m2. Các bạn có thể làm xe 3-4m đều đủ dây cho các bạn. Cái cầu này thì có thể tải trọng lớn nhất của nó là 1 tấn. Lớn nhất thôi các bạn nhé. Còn sử dụng thường xuyên thì chỉ dưới 5 tạ thôi. Thi thoảng các bạn chở 1 tấn cũng được. Còn các bạn làm xe chơi thì rất là ok rồi. Đấy. Cầu liền hộp số. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mới đăng video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.